Mời các bạn nghe bản tin vụ Trịnh Xuân Thanh bị Slovakia mở lại sau phiên tòa mới ở Đức. Kính chào các bạn, đây là hình ảnh Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác nghe bản án trong phiên tòa xét xử tại tòa án nhân dân Hà Nội vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Bây giờ chúng ta đi vào bản tin chính. Cơ quan hình sự quốc gia Slovakia mở lại hồ sơ điều tra tham nhũng có dính líu đến một vụ người Việt được cho là bắt cóc hồi năm 2017. Công tác này được tiến hành sau khi phiên xử nghi can thứ hai trong vụ bắt cóc cựu quan chức dầu khí Việt Nam, đó là ông Trịnh Xuân Thanh, đang diễn ra tại Đức. Cái mạng báo eurapti.sk loan tin vào ngày 1 tháng 12 năm 2022. Trong cái vụ liên quan về phía Slovakia, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ lúc bây giờ là ông Robert Kalinac bị nghi ngờ dù biết rõ nội tình mà vẫn đồng ý cho phía Việt Nam mượn máy bay, rồi còn yêu cầu Ba Lan cho bay qua không phận nước này với lý do công vụ dù ông Bộ trưởng Robert Kalinac không có mặt tên đó. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, mạng báo Danish loan tin dẫn trả lời của phát ngôn Tòa thường Thẩm Đức, đó là bà Lisa Zani, khẳng định Bộ Nội vụ Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam một chiếc máy bay đến Moscow và chiếc máy bay đó đã chở ông Trịnh Xuân Thành. Nhưng cũng theo tòa án Đức, có thể chính phủ Slovakia đã không biết mục đích thực sự của chuyến bay là để phục vụ cho một vụ bắt cóc tại Đức. Bộ Nội vụ Slovakia đã bác bỏ thông tin ngỏ ý cung cấp cho Việt Nam một chiếc máy bay đến Hà Nội. Trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia ông Robert Kalinat người được nói là có dính líu đến vụ việc đã từ chối trả lời về thông tin này. Slovakia đã mở một cuộc điều tra về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ ngày 3 tháng 8 năm 2018. Ông Trịnh Xuân Thanh đã từng là một quan chức dầu khí của Việt Nam, bị cáo buộc tham nhũng và chạy sang Đức xin quy chế tị nạn. Nhưng được nói là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Berlin. Sau đó ông Thanh bị đưa về thành phố Brno của Séc rồi tiếp tục được đưa đến Bratislava, thủ đô của Slovakia, trên một chiếc xe do mật vụ Việt Nam thuê. Sau đó có nguồn tin nói rằng Việt Nam tiếp tục mượn máy bay của Slovakia để chở ông Thanh sang Moscow trước khi đưa về Hà Nội. Vụ Trần Xuân Thanh đã gây nên một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội. Đức ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như ngưng miễn visa cho các quan chức mang hồ chiếu ngoại giao của Việt Nam. Diễn biến mới này liên quan là vào ngày 2 tháng 1 năm 2022, Tòa Thường Thẩm Berlin bắt đầu xét xử nghi phạm thứ hai. Người này bị là đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt quyền tự do và hoạt động như một mật vụ. Bị cáo là ông Lê Anh Tú, 32 tuổi, sinh sống tại thủ đô Praway, Cộng Hòa Xét vào thời điểm gây án hồi năm 2017. Sở dĩ ông Tú bị bắt và xét xử ngay khi vụ án xảy ra đã 5 năm là vì ông này đã về Việt Nam lẫn trốn ngay sau khi vụ án xảy ra. Khi vừa quay trở lại Prague vào tháng 5, xin lỗi vào tháng 6 năm nay, ông Tú ngay lập tức bị bắt và dẫn độ sang Đức.